Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022. Rất nhiều bạn thì trong buổi sáng nay thì có nhắn tin và gửi cái link bài báo liên quan tới quan điểm của Việt Nam khi mà bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ là bà Pelosi đã đến thăm quốc đảo, là chúng ta gọi là quốc đảo Đài Loan hay gọi là Đài Loan được. Thế thì đầu tiên tôi xin chia sẻ với các bác toàn văn cái này để mà chúng ta cùng phân tích, chúng ta mổ xẻ thông qua một sự kiện có thể nói rằng là rất nóng trong những ngày vừa rồi, đặc biệt là đêm qua khi mà tôi với cả mọi người là cùng theo dõi ở trên trên cái app Flight Radar để xem rằng là cái máy bay của bà này là có hạ cánh xuống Đài Loan hay không, sau khi mà hai cái nước Trung Quốc và Hoa Kỳ là có những lời lên tiếng rất là mạnh mẽ. Trên trang báo Tuổi Trẻ thì đã thông tin chính thức về việc mà Việt Nam lên tiếng về tình hình eo biển Đài Loan. Và ở đây này, Bộ Ngoại giao thì khẳng định là Việt Nam kiên trì với chính sách một Trung Quốc và mong các bên kiềm chế và không làm căng thẳng thêm tình hình. Và nguyên văn là Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thì trả lời câu hỏi của phóng viên vào sáng ngày 3 tháng 8 về tình hình eo biển Đài Loan. Và theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, thì một Trung Quốc có nghĩa là trên thế giới chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan thì là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn Trung Quốc. Căng thẳng thì quanh eo biển Đài Loan thì đã tăng cao khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì có chuyến thăm ngoài lịch trình đến Đài Bắc vào tối ngày 2 tháng 8, bất chấp các cảnh báo từ Trung Quốc đại lục. Và theo quan điểm của Trung Quốc thì việc bà Pelosi đến Đài Loan là sự vi phạm nghiêm trọng chính sách một Trung Quốc mà Mỹ đã cam kết và gửi tín hiệu sai đến các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan. Chỉ hơn 15 phút sau khi bà Pelosi đến sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, thì Tân Hoa Xã của Trung Quốc thì đã loan tin là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thì sẽ tập trận ở 6 vùng bao quanh đảo Đài Loan từ rạng sáng ngày 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8. Đó, tức là bắt đầu từ đêm nay này. Trong số này thì một số vùng nằm sát Đài Loan chồng lấn với vùng nội thủy và lãnh hải mà Đài Bắc tuyên bố. Bộ Tư lệnh và Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc thì tuyên bố các hoạt động quân sự đã bắt đầu từ tối ngày 2 tháng 8 với sự tham gia của tiêm kích tàng hình J-20. Một đoạn video sau đó được chiếu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thì cho thấy các tiêm kích này xuất kích trong đêm tối với đầy đủ tên lửa được gắn dưới cánh. Tại Bắc Kinh thì Đại sứ Trung Quốc đã bị Trung Quốc triệu tập để phản đối và yêu cầu Washington sửa sai ngay lập tức. Trong cuộc họp báo sau đó tại Nhà Trắng, thì người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thì khẳng định chuyến thăm của bà Pelosi thì không thay đổi lập trường của Mỹ đối với một Trung Quốc. Và ông Kirby cũng cho biết Chủ tịch Hạ viện của Mỹ thì quyết định thăm Đài Loan là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền của bà và điều này không xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Mỹ thì thừa nhận chính sách một Trung Quốc và công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục năm 1979. Đây là toàn văn ở một bài báo ở trên báo Tuổi Trẻ. Thứ nhất, tại sao là Trung Quốc lại có thể nói rằng là phản đối điều này? Vì nếu chúng ta xét theo những cái nấc thang quyền lực của Hoa Kỳ thì người đứng đầu thì là Tổng thống, đứng thứ hai thì là Phó Tổng thống, đứng thứ ba là Chủ tịch Hạ viện. Chúng ta tưởng tượng như thế này, nếu như mà Tổng thống Hoa Kỳ mà bị mất hoặc bị ám sát vân vân, tóm lại là không thể tồn tại và không thể phục vụ công việc thì Phó Tổng thống sẽ lên thay. Nếu Phó Tổng thống cũng vậy thì sẽ là Chủ tịch của Hạ viện. Chính vì thế, một nhân vật quyền lực số 3 của Hoa Kỳ đi thăm Đài Loan thì là một cái tín hiệu gọi là cảnh báo mạnh mẽ tới Trung Quốc. Việt Nam đã trả lời có thể nói rằng là rất là tuyệt vời và rất là khôn ngoan, vừa đủ ý. Có nghĩa rằng là chính sách một Trung Quốc là cái chính sách mà cả thế giới công nhận. Xin thưa các bác nhé. Bao gồm có cả Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta công nhận cũng là một cái điều rất là bình thường. Đó là điều rất là bình thường. Đấy là nhất nhé. Cái thứ hai nữa để xin thưa các bác rằng á,
đó là cái việc mà một Trung Quốc ấy, nhưng mà nội hàm của nó thì chúng ta không quan tâm. Nội hàm của nó thì chúng ta không quan tâm. Bởi vì là theo định nghĩa của chúng ta thì chúng ta không cụ thể cái nội hàm ra. Nhưng phía định nghĩa của Trung Quốc ấy thì là chính sách một Trung Quốc, nghĩa là trên thế giới này chỉ có một nước Trung Quốc, và chính vì thế Đài Loan là thuộc một phần của Trung Quốc. Và chính quyền của Trung Quốc là chính quyền đại diện duy nhất. Chúng ta nên nhớ rằng là chính quyền hiện nay của Trung Quốc ấy, là lấy từ cái thời của thời trước. Các bác biết là tên là ai đúng không ạ? Đó. Liên quan đến nhà ba chị em rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Thì lúc trước là ghế hội đồng bảo an ấy thì thuộc về Trung Quốc trước, nhưng sau chính quyền thì thay đổi. Chúng ta không can thiệp vào điều này của họ. Chính vì thế đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là tốt nhất để Việt Nam thể hiện cái 3040 của mình. Chúng ta tôn trọng họ. Đúng không ạ? Thế nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng chả kém cạnh đâu, cũng thích chọc máy vào các nước và muốn có thể nói rằng là có một cái sự gì đấy gây ra sự bất ổn trong nội bộ, để từ đó họ có thể là dễ bề thu sắm người khác. Trung Quốc thì có thể nói rằng là thu hồi Đài Loan về mặt vũ lực thì có thể nói rằng là không giống như kiểu Ukraine. Khi mà Putin xua quân sang để mà tấn công Ukraine thì Ukraine là một nước có chủ quyền và được Liên Hợp Quốc công nhận. Còn bên phía của Đài Loan thì không phải như thế. Đấy. Thế nhưng có một điểm bất thường nhưng mà tôi chia sẻ với các bác ấy, đó chính là Tập Cận Bình thì được trao cái quyền là chỉ huy quân đội ở nước ngoài trong những chiến dịch đặc biệt. Thì cũng tương tự như là Putin thì được 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 Duma Quốc gia Nga trao cái quyền đó, cho nên là mới có quyền là xua quân sang các nước có chủ quyền. Đó. Nhưng họ không gọi đó là chiến tranh. Đấy. Họ tránh cái từ này ra. Bởi vì phát động chiến tranh hay rằng là như thế nào đấy thì là thẩm quyền của Quốc hội. Cho nên họ chỉ gọi là chiến dịch quân sự thôi, đặc biệt hay không thì tùy. Còn bên này thì Trung Quốc cũng vậy. Thế cho nên là cái việc mà Trung Quốc đang chuẩn bị ủ mưu để có thể rằng là khi nào mà thiên thời địa lợi nhân hòa là lập tức có thể là tái chiếm Đài Loan và xử lý cái chính quyền hiện tại của Đài Loan. Thế cho nên bà Thái Văn Anh ấy, Thái Anh Văn ấy, là bà ấy cũng đã đi thăm các quân đội của Đài Loan và để trong cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tình hình giữa Trung Quốc và Đài Loan căng thẳng, chính trị thế giới căng thẳng, thì đương nhiên chính trị Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng rất cẩn trọng trong cái việc này và chúng ta tránh xa những cái điểm đó ra, để tôi nghĩ rằng là cái điều hoàn toàn hợp lý và chính xác. Chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tránh xa những cái điểm nóng ra. Đứng gần lửa là dễ bị cháy lắm. Thật sự là thế. Đứng gần lửa là dễ bị cháy lắm. Cho nên tốt nhất là chúng ta tránh xa ra. Đó là việc của các ông. Còn chúng ta thì không quan tâm. Thế nhưng ấy, các bác để ý thế này này, kể cả chính sách là một Trung Quốc hay thế nào đấy, thế nhưng mà khi mà một sự kiện xảy ra thì sẵn sàng là Hoa Kỳ hay thế nào đó là quay ngoắt ngay lập tức. Ví dụ như trường hợp của Kosovo, Serbia thì các bác có thể thấy điều đó. Hiện nay chúng ta đang có mấy cái điểm nóng mà dần dần nó sẽ lan ra nhiều cái điểm nóng khác. Đầu tiên là Putin với cả Ukraine đã tạo nên một cái điểm nóng rồi. Cái thứ hai nữa là tình hình Kosovo với Serbia là hiện nay bắt đầu tiếp tục cái điểm nóng. Và nếu không cẩn thận thì nó sẽ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang trong một thời gian ngắn sắp tới. Tình hình của Đài Loan với cả Trung Quốc cũng tương tự như vậy. Trung Quốc có thể nhân cơ hội này để mà xử lý luôn cả Đài Loan. Điều này thì tùy thuộc vào cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Nếu tỷ lệ lạm phát mà tăng gấp đôi gấp ba nữa thì Hoa Kỳ rất khó để có thể là chi viện cho các nước ví dụ như là Ukraine hay rằng là bên phía của Hoa Kỳ, hoặc bên phía của Đài Loan hay là bên phía của Kosovo. Bên phía Trung Đông thì bắt đầu là có một số cái nhóm là mâu thuẫn lên rồi, và các cái lực lượng vũ trang thì cũng tranh thủ rằng là các ông đang để ý ở chỗ khác, cho nên là tôi bây giờ tôi thừa cơ tôi làm cả kiểu thế thì cũng bắt đầu rồi. Còn châu Phi cũng tương tự như vậy, các cuộc thảm sát nhỏ nhỏ ở một vài ngôi làng thì cũng đã diễn ra. Nôm na lại thì các bác có thể thấy rằng là tình hình chính trị kinh tế trên thế giới là tương đối là phức tạp. Còn Tập Cận Bình thì nhiều bác ấy có một cái dấu hỏi rằng là tại sao mà Tập Cận Bình tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng thực tế thì lại không có cái máy bay nào áp sát, cũng không có quả tên lửa nào được bắn đi. Thì tôi cho rằng là đừng có suy nghĩ kiểu hả hê như thế, bởi vì Tập Cận Bình là một tay rất là mưu mô xảo quyệt, có thể nói là tài năng nhưng rất là mưu mô và xảo quyệt. Chính vì thế khi mà
bà Pelosi về rồi hay một số gì đó về rồi, thì bắt đầu sẽ có những cái gọi rằng là lý do chính đáng hay một tạo một cái gì đó chính đáng để mà lấn dần chiếm dần từng cái chỗ đoạn một ở với Đài Loan đó, và họ sẽ quan sát cái động thái của Mỹ xem là thế nào. Đây chỉ là một động thái mang tính thăm dò của bên phía của Hoa Kỳ, nhưng cũng cho thấy rằng là Tập Cận Bình là một cái kẻ có thể nói rằng là tôi nhìn như vậy, nếu như mà có bắn tên lửa, có bắn máy bay thì tôi lại đánh giá là Tập Cận Bình là cái người mà không ổn. Thế nhưng bằng cái việc rằng là cho tập trận dần dần xung quanh ở cái đoạn đó và kệ không làm gì cả, thì tôi cho rằng là đợt tới thì lại càng cái nghĩa là cái khả năng mà Trung Quốc tấn công Đài Loan nó lại càng có thể là tăng thêm vài phần trăm nữa đó. Chứ còn để mà đi dọa hay áp sát gì đấy thì chưa chắc đã thành xung đột đâu. Bởi vì tại sao có ích không? Bởi vì ấy, dù gì đi chăng nữa thì Trung Quốc cũng tránh đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ mà sẽ đối đầu trực tiếp với Đài Loan. Đó. Không phải đối đầu với Đài Loan là trực tiếp với Hoa Kỳ đâu. Thế cho nên là tránh những cái hành động ở chỗ đó giống như trân châu cảng, mà sẽ thay vào đó sẽ tạo ra những cái cuộc nhỏ nhỏ và kiếm cớ để đổ bộ vào Đài Loan. Mà khi đã đổ bộ vào Đài Loan thì Việt Nam của chúng ta cũng sẽ rất là căng thẳng. Tôi cho rằng là quân đội bây giờ càng phải làm sạch mình hơn nữa, và các quan chức càng phải làm sạch hơn nữa để mà những người đủ tài đủ đức nắm quyền, thì lúc đấy chúng ta mới tập hợp lòng dân nó mới tốt. Nhân đây thì tôi xin hỏi một cái câu thế này thôi. Hỡi những người suốt ngày ca ngợi là đa nguyên đa đảng vân vân, thì khi mà giặc đến nhà, và thậm chí rằng là vỗ ngực là yêu nước, thì khi giặc đến nhà các bác có cầm súng không? Có cầm súng bảo vệ non sông không? Còn với tôi thì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên, tôi khẳng định lại với các bác, còn tôi còn các bác ở đây, nếu như giặc đến nhà thì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên viết đơn xin gia nhập để bảo vệ tổ quốc non sông này. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi trưa tốt lành.